muôn dân khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Nguyên Thủy đã có ngôi lời và ngôi lời vẫn ở cùng Thiên Chúa. Mọi vật do người dựng nên không có người, mọi vật sao được tạo thành. Muôn dân khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hết thấy hay tiếp nhận người, vì ngôi lời đã hạ mình xuống thế. Ai tin sẽ được cứu rồi, sẽ được người nhận là con của Chúa. Muôn dân khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.